Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng Vũ Văn Phượng sinh năm 1995 và Nguyễn Viết Dương sinh năm 1989 đều trú tại tỉnh Phú Thọ về tội mua bán người. Trước đó tháng 10 năm 2014, Vũ Văn Phượng gọi điện từ Trung Quốc về cho bạn gái đang ở Việt Nam, nói mình bị bệnh và muốn người này sang Trung Quốc để phụ giúp kiếm tiền chữa bệnh. Do có tình cảm yêu đương và tin tưởng Phượng nên người này đã đồng ý. Khi vừa đặt chân sang nước bạn, cô gái đã bị Phượng và Dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy 25.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đồng. Người phụ nữ kia tiếp tục bán chị Y cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Tháng 9 năm 2018, cô gái đã trốn được về Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bắt giữ trước khi các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đồng loạt tiến hành bắt giữ triệu tập 25 đối tượng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có liên quan đến dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 10 thẻ ATM, hàng chục điện thoại di động, giấy tờ và các tang vật có liên quan. Đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay, gồm 5 cấp đại lý, hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ, sử dụng phần mềm công nghệ thông tin. Trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Tính lũy kế trong thời gian một tháng gần đây, số tiền đánh bạc khoảng 15 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Tây Ninh mở rộng điều tra băng nhóm đi ô tô trộm cắp liên tỉnh, vừa bị Công an huyện Dầu Tiến triệt phá, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thịnh Tiến, 21 tuổi, Lê Thế Dũng, 47 tuổi và Trương Văn Lực, 27 tuổi, cùng trú tại Bình Dương. Trước đó, lực lượng phối hợp đã bắt giữ xe ô tô tải biển số 61P1842 do Nguyễn Thịnh Tiến điều khiển. Bên trong chở 2 xe máy là vật chứng của vụ trộm. Quá trình điều tra, Công an huyện Dầu Tiến tạm giữ thêm 1 xe ô tô là phương tiện thực hiện phạm tội và bắt giữ thêm 2 đối tượng, Lê Thế Dũng và Trương Văn Lực. Các đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Dầu Tiến, 3 đối tượng trên còn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh với tổng tài sản trộm hơn 800 triệu đồng. Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý thành công thu gom 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê của gia đình ông Ina Neto, sinh năm 1966, trú tại Buôn Đắk Tro. Đây là các quả đạn chủng loại đạn pháo 105 ly được chôn dưới đất. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực thu gom, xử lý số đạn pháo trên, đồng thời rà soát toàn bộ các khu vực rẫy cà phê lân cận nhằm đề phòng còn đạn pháo sót lại. Được biết, khu vực rẫy cà phê của gia đình ông Ina Neto trước đây là khu vực sân bay của chế độ cũ. Bắt đầu từ năm sau 2021, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là nội dung được thực hiện theo quyết định 441 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công. Để đảm bảo cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi, Bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử từ quản lý lịch làm việc, phòng họp, cấp chữ ký số, tích hợp việc thanh toán trực tuyến, thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện Bộ đã số hóa gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý, gồm 53.000 trường học, gần 24 triệu hồ sơ học sinh, 1,4 triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước. Nếu hành khách không chấp hành đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại nhà ga và trên máy bay, có thể bị các cảng vụ hàng không phạt hành chính tới 3 triệu đồng. Đây là nội dung vừa được Cục Hàng không ban hành. Cục Hàng không cho biết thời gian tới là các dịp lễ Tết nên nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Do đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp hành khách không chấp hành, có thể áp dụng quy định của Nghị định 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Cách vi phạm, các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để xử lý kịp thời, với mức phạt tối đa 3 triệu đồng.